khoe những cầu hôn lên mạng xã hội, siêu mẫu Thanh Hằng ngầm xác nhận việc chuẩn bị lên xe hoa. Người mẫu Thanh Hằng 40 tuổi nhận lời cầu hôn của bạn trai, người cho cô cảm giác bình yên, tin tưởng. Diễn biến sự việc như thế nào mời cả nhà theo dõi tiếp ngay sau đây nhé. Tối ngày 2 tháng 8, siêu mẫu Thanh Hằng bất ngờ đánh úp cõi mạng bằng bức ảnh đeo nhẫn kèm dòng trạng thái. Trong trường hợp này, người ta hay say yes. Trong hình ảnh được chia sẻ, Thanh Hằng khoe bàn tay với chiếc nhẫn kim cương không phải dạng vừa ở ngón áp út. Động thái này của Thanh Hằng cũng ngầm ẩn ý, cô đã nhận lời cầu hôn của bạn trai. Phía dưới phần bình luận, dân tình thi nhau gửi lời chúc phúc đến chân dài 8X. Bên cạnh đó, nhiều người hâm mộ cũng đặt nghi vấn nữ người mẫu sẽ tạm gác lại hoạt động nghệ thuật để toàn tâm vun vén gia đình nhỏ. Thế nhưng, đây chỉ là suy đoán. Siêu mẫu Thanh Hằng vẫn chưa có chia sẻ cụ thể về danh tính nữ kia, mọi thông tin đều được Thanh Hằng giữ kín tuyệt đối với công chúng. Thanh Hằng từng đăng quang cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2002. Sau hơn 2 thập kỷ hoạt động, Thanh Hằng trở thành một trong những chị đại của làng mốt Việt khi đảm nhận nhiều vị trí quan trọng ở sàn diễn thời trang và góp mặt trong nhiều chương trình. Chưa dừng lại, Thanh Hằng còn đảm nhận nhiều vai diễn trong các dự án phim điện ảnh. Gần đây nhất, Thanh Hằng xác nhận đang có bạn trai và đã sẵn sàng kết hôn. Cô không tiết lộ danh tính về nửa kia và cho biết sẽ chia sẻ ở thời điểm thích hợp ở tuổi 39. Cô sở hữu khối tài sản khổng lồ gồm biệt thự, siêu xe và hàng loạt bộ sưu tập đồ hàng hiệu đắt đỏ, đáng ngưỡng mộ. Còn bạn, bạn thấy sao về sự việc này? Chia sẻ với chúng tôi ngay bên dưới phần bình luận và đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV Entertainment để tiếp tục cập nhật những tin tức đáng chú ý trong ngày. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.